Ui, của chừng rớt xuống nha, thành heo trời quay ơi, á. Ba mấy cái trò bắt cô này dễ em ơi, nhìn nè. Tan tan, đã xong rồi nè các bạn ơi. Wow, làm heo tim vàng là gọi là gì ta? Ngập tràn đầy lava rồi các bạn ơi. Ngủ hoài cay ơi, dậy. Cay ơi. Nó mất dạy rồi đó. Mày. Dạ, em dạ em đánh em chết luôn đi. Trời đất ơi. Chị mà, hello chị. Ờ. Ta da. Bao nhiêu độ mà tự nhiên nóng gì vậy? Cái thấy gì đẹp không? Ta da. Ghê chưa ghê mình chưa? Mình đang ở dưới địa ngục hả? Không, là hero team á. Ta da, sim làm á. Hero team là hero team. Cái gì vậy chị? Ủa, chứ gì? What? Hôm nay hôm bữa là làng nước rồi, giờ mà chơi làng hero team làm sao? Trời ơi, ca biết không, hôm trước xin đọc comment của một bạn fan nói chị thử thách 24 giờ cho gọi là hero team tràn ngập gọi là sóng thần gọi là chi ta lava đi đấy, mà tôi làm theo á. Ôi bật nhảnh quá bà nội. Bà có biết là bây giờ thời tiết Việt Nam mình đang gọi là 35 tới 40 độ, mà chơi thêm quả này nữa nó hành gọi là mấy ngàn độ luôn không? Ây à, nhưng mà sao mình thấy cũng hơi nóng các bạn ơi. Thôi nhưng mà không sao, dù sao vì các bạn nên hai tụi mình sẽ chịu nóng. Cái đó chịu không? Tính ra là cái này là chim làm nha, mà bây giờ cái phải gọi là cái hưởng chung với chim là sao? Qua bây giờ không có làm không? Trời đất ơi, thành con heo quay luôn kìa. Thôi nói chung là vì mấy bạn fan nên cai giúp Sim một lần đi. Trời ơi đi mà đi. Đây sẽ là lần cuối mà cai giúp Sim nha. Trời ơi. Ôi mà tính ra là bây giờ ông Dịch ông chưa có về nha. Ông Dịch mà ông đi chơi về, ông thấy cái này là ông gọi là cho Sim bay đầu á. Trời tôi biết rồi mà. Trời lúc nào anh Dịch về tôi dọn mấy này hết trơn. Ok các bạn, hôm nay mình và Kai sẽ có lịch thử thách 24 giờ gọi là gì ta cắm trại tại gọi là gì ta làng heo tim ngập lava. Ghê chưa. Bây giờ ông kiếm chỗ để cắm trại thì tôi bắt cua nè. Ui, cua chừng rớt xuống nha, thành heo trời quay á. Trời ơi, mấy cái trò bắt cua này dễ em ơi, nhìn nè. Cái gì nữa? Hành heo quay luôn á trời, cái này là sự gớt, đây là hành heo quay luôn á. May mà tôi gọi là bấm gọi là gì ta, chế độ của sáng tạo các bạn ơi. Ui, đấy, nhảy hay chưa? Wow, các bạn ơi, nhìn cái làng heo tim toàn lava là trời, nhìn hay quá. Trời sao ông thích làm heo quay dữ vậy? Trời rồi, bây giờ ok ông kiếm chỗ nào ông cắm trại, tôi sẽ chiếm chỗ này. Đấy. Ê, tính là cái định tới chỗ này luôn á Sim. Thế bây giờ là ai là người chủ map? Thôi, nếu mình chim đỡ đây, thôi, đi ra chỗ khác. Tôi giỡn, rồi, đây cho ông, chỗ này tôi sẽ làm chỗ gần cân. Làm đi, chim cân quá. Xin làm ở đây đi, xin làm ở đây, để cây làm ở đây nha, để cây làm ở đây. Xin làm ở giữa, cảnh thích làm ở đây. Trời bất công mấy bạn fan lại nói cây là kiểu như là con trai mà không biết nhường nhịn gái gì chứ. Ok, làm ở giữa lava chứ đừng làm lấy ra nóc nhà nha, ok, rồi. Ồ, vô nhà của Dịch ngủ. Tôi ghét không, giờ ra ngoài nhanh. Trời đất, chơi sẽ tồn pha, ra ngoài. Ông làm ở giữa đây nè, đây còn tôi làm bên này nè. Sao chạy đứt hoài vậy, trời ơi. Okay. Nếu mà bây giờ Sim đã gọi là muốn cây sinh tồn thì được rồi. Bây giờ mình sẽ gọi là xây một cái đảo, gọi là trên cái đảo đó sẽ là những anh da đen. Cái gì nữa, tập trước là ông da đen, ông da đen cái hòm lần này tiếp nè hả? Mình biết rồi, trong tập này mình sẽ làm một cái đảo gọi là đầy cái đẹp các bạn. Ok, ông làm gì kìa ông, tôi không quan tâm. Ok, thế thôi á, ok, ông làm gì, ông làm gì làm đi. Trời đất ơi, coi như tôi vô hành đi nha. Ok. Ê, tính ra cái giờ cái lava này của chúng ta đang màu đỏ mà cay xây thêm cái lắm màu đỏ nữa, nhìn nó hơi bị chìm màu đúng không? Nên giờ cái sẽ xây màu vàng. Màu vàng à, ok, màu của anh Dịch, nice. Gì? Ai nói màu vàng là màu của Dịch? Ủa, màu vàng là màu của ai? Hả? Màu vàng là màu của anh Dịch. Ok, tôi vậy là màu của Dịch. Ok, ca thích là gì, ca làm cái gì mong quan tâm một cái ok. Đấy, cái liều của mình có vẻ nhìn nó, sao nó cứ nghiêng nghiêng vậy ta? Để mình... mấy cái này nó có cháy không Sim? Ví dụ mà mình đặt block đây nó có cháy không? Không cháy được, trời ơi, block cắt cứng sao mà cháy được. Cháy chỉ có thần thánh mới làm cháy được thôi. Đấy, cái này không cháy được đúng không? Ok, thế thì bây giờ mình sẽ gọi là xây một cái đảo thật là to, để tí nữa mình để nhiều cái đẹp trên đây. Ok. Vậy chim gì, chim nhìn cái gì vậy? Chim kêu cái lại làm gì? Ông ấy làm gì ông làm? Giờ cái đang thích làm gì mình làm. Chim nhìn cái với ánh mắt gì ấn lộ. Không, tôi đâu
nhìn gì đâu, tôi thấy gọi là trời nóng quá tôi nhìn ông cho đỡ nóng thế thôi. Trời ơi. Ai mà nhìn cay đâu, trời ơi khổ. Các bạn có biết gì không các bạn? Dưới thời tiết nóng như thế này chúng ta hãy uống nấm tơ thanh giải nhiệt cơ thể. Không quảng cáo nhé. Cay quảng cáo đi, quảng cáo ok, buổi fan meeting này ok. 3, 2, 1 quảng cáo. Yo, ok các bạn ơi, và ngày hôm nay chính là ngày 4 tháng 7 và chỉ còn gọi là duy nhất 12 ngày nữa chúng ta sẽ đến với sự kiện fan meeting các bạn ơi. Và khi đến với sự kiện của fan meeting thì các bạn sẽ gọi là chỉ với 50k các bạn sẽ nhận được gọi là gì à, huy hiệu treo lên áo nè của Hego Team nè, các bạn sẽ nhận được một cây quạt của Hego Team nè, đúng không? Và chúng ta sẽ có được một chai nước suối của Hego Team. Chỉ với 50k thôi sao cây lên? 50k. Đúng vậy, chỉ có 50k chúng ta đã có được những phần quà cực kỳ hấp dẫn như vậy. Cho nên là các bạn đừng quên ngày 26 tháng 7 hãy đến với buổi fan meeting tại nhà hát Bến Thành quận 1, địa chỉ là số 6 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Và quên, mình càng còn phải quảng cáo cái này nữa xem mà. Ok, 3, 2, 1 action. Ok các bạn ơi, ngày hôm đó là trong buổi sự kiện của Hero Team á, là sẽ có ngoài cái gọi là những phần quà mà mình vừa nêu trên, thì ở trong buổi fan meeting đó sẽ có một cái khu vực để các bạn có thể gọi là mua đồ ấy. Thì cái khu vực đó sẽ là do anh Mạc Duy Trúc bán hàng. Thì trong khu vực đó các bạn có thể mua được gọi là nón, áo, cốc, rồi thú bông Hero Team tại tận nơi nè. Và ngoài ra có một cái món cực kỳ đặc biệt, đó chính là light stick của Hero Team. Bạn mình nói thiệt với các bạn là món này sẽ là một cái món cực kỳ gọi là hấp dẫn luôn. Anh em nên gọi là kiểu nếu được anh em nên mua cái món hàng light stick của Hero Team này, tại vì nó có thể gọi là bấm nút chuyển màu 7 màu cái thứ xin ghê không. Bao nhiêu cây, bao nhiêu cây, how much? Và cái đó chỉ với duy nhất là 150k là các bạn sẽ có sở hữu được một cái light stick. Wow, thì các bạn đừng quên mua nha. Ok, hết quảng cáo. Hết quảng cáo. Ok mà chúng... trái cây. Này thì đặt cây, ở lại thì đặt cây rồi. Oh my god, shut up. Ok, ok. Wow, suy nghĩ chắc trong cái quá trình mà Sky quảng cáo xin vẽ mấy bức tranh rất là cool tay. Oh my god, oh my god, oh my god. Ok, bây giờ mình sẽ vô tiếp nha. Đang thấy cảm giác người mình mát mẻ hơn chưa? Mà nghĩ sao mát mẻ vậy bà nội? Ủa sao mát, mày mát chứ? Trời ơi. Cây sẽ xong rồi nè Sim ơi. Yeah. Nhanh dữ vậy. Sao lúc nào build gì phải không là ông build nhanh dữ vậy. Trời ơi, cây dân build chuyên nghiệp. Cái vải build vơ vẩn Sim dễ bảo lâu. Oh my god. Này là người ta dân build chuyên nghiệp đấy. Dân build chuyên nghiệp nên đùa. Ok ok. Vậy thiệt không? Really? Thiệt mà. Cái gì vậy bà đây? Cái gì vậy chị? Cái gì vậy? Đâu, xin chỉ yêu quái giúp cai thôi. Xin thấy bà kia là hồ ly sáu đuôi nên xin nghĩ đó là người xấu, các hiểu không? Nha. Ê Sim ơi, con mũi rồi Sim ơi. Không, cai thấy có con mũi ở đây nè, cai định bắt con mũi, cai định bắt con mũi. Bắt con mũi đó bà, xin lỗi, cai định bắt con mũi đó bà. Chết rồi, giỡn lố rồi. Thôi để cây xe lại phụ giúp Sim nè. Xe lại cho tôi nhanh. Trời đất ơi. Sao vậy? Trời đất. Xe lại sao? Để xe đây. Mọi xe... À cái này cũng đơn giản đấy mà. Úi giời, quá là dễ các bạn. Rất là dễ. Đấy. Cái lèo như này rất là dễ. Oh, ok. Cũng xong nè, đó thấy chưa? Cái thấy không? Tại nhìn nãy cây thấy có con mũi, cây mới bắn chứ không phải. Con mũi nào mà to dữ vậy? Trời ơi. Ông giờ giờ cái con mũi mà. Ủa là mũi châu Phi, châu Á vậy? What the heck? Trời đất ơi, nhờ biêu cái nhà giờ tôi ra cái nhà luôn, giờ tôi ra cái hội chợ luôn nè. Trời đất ơi. Thôi hôm sau video này chủ yếu là gọi là gì ta, quảng cáo. Vâng, đây chính là video quảng cáo cho fan meeting các bạn. Oh my god, I'm sorry but yeah, nói chung là thực sự là các bạn cũng đừng quên đi vượt fan meeting bởi vì nó rất là vui và rất là nhiều phần quà hấp dẫn như Caron đã quảng cáo trên. Thì đấy, và tụi mình rất mong để gặp các bạn vào ngày đó. Và chỉ còn mười mấy ngày nữa. 12 ngày nữa. Yeah, 12 ngày nữa tụi mình sẽ gặp. Tính ra là hơi bị nhanh luôn, cái gì 12 ngày nữa là gặp nhau. À đâu, đúng một tuần nữa là tụi mình sẽ gặp nhau. Và gọi là 12 ngày nữa là sẽ đến fan meeting. Wow, trời ơi, thế là tụi mình sắp gặp được những bạn siêu cô ta ở đấy rồi. Yup, so yeah. Ok các bạn, thì mình nghĩ chắc video của mình cũng như thế này thôi. Bởi vì là mình... Cái làm gì vậy? What làm gì đâu? Các bạn
Ok các bạn, thì các bạn thấy gọi là Haiti ngập đầy lava thì nhìn có như thế nào thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới biết nha. Và các bạn ơi, sắp tới vào ngày 26 tháng 7, Haiti sẽ mở ra cuộc fan meeting siêu to khổng lồ, thì các bạn cũng đừng quên truy cập vào trang web healthteam.vn để biết được thông tin chính xác nhé. Và các bạn cũng đừng quên 1 giờ nhớ tới sớm nha, để gọi là mua được những món đồ siêu cute và cũng thể gặp được tụi mình nhé. Ok, bây giờ thì ba là người mà chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp. Bye bye, sao nó chảy vậy? Thì bảy mũi lao còn lại đội chiến, dù anh ti có luôn soi mối thì anh em tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cuộc sống anh em bọn tao, dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau, không bỏ ai ở lại phía sau, tiến lên phía trước cùng số 8 hùng hậu. Nay mày sai thì ngày mai làm lại, đừng nghĩ thất bại thì anh em bỏ rơi, nếu mày xa cơ thì đưa tay đây tao nắm, 8 người chúng ta cùng nhau bước tiếp không rời. Và bọn tao là anh